quả to nha. Cái này nó để được em con được 2-3 lần rồi. Cái này em chưa rửa đâu nhé. Ở tận dưới này, em về tận dưới này. Trong là cả theo hoa ba. Cái này hoa cúc à? Xếp vào thùng cho. Xếp vào thùng như này xem nhé. Ừ. Em lấy hết cái này. Thôi đây, túi. Cho cô lấy xem, đây là cái sepi đây kìa. Đây, sepi đây. Đây, bác không có cái giống cái đấy nữa. Có được chưa đấy? Ừ. Đây này nó lại cho lại này. Cô hay quá. Cô này có cái chả cốm. Chả cốm. Cô lấy rau à? Một miếng đậu, một gói sữa, một gói hoa quả, 95. Em về nhá, hôm nào lại ủng hộ em nhá. Ừ, hôm nào có lại mang xuống nhá. Cảm ơn. Hãy subscribe cho kênh Thảo Vy để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ai đi mở cái này đi đâu? Đi mai đi đâu? 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 Đi đâu?